Thank you.
còn đi học đại học tiếp. Không có nhiều đồ, chỉ có nhiều quần áo. Hôm nay trời trăm mấy độ, nóng như điên luôn. Lần đầu tiên dùng xe VF8 dọn. Lần đầu tiên dùng xe VinFast VF8 chở đồ cho mình. Chia sẻ với bạn. First time I use VinFast VF8 to move. Pretty roomy. Can carry a lot of stuff. The whole bed set and a bunch of others. So này cũng nhiều. Tương đối rộng. Bên Mỹ này mấy đứa con mình nó thích ra ở ngoài để trải nghiệm tự do. Muốn cái phòng ngủ có chút xíu mà. Close all windows. Okay, Alexa not opening, not closing all windows. Alexa only open all windows, not close. We'll fix it. Alexa, I'm hot. Turn on AC. Cháy rừng hay cháy nhà cháy cửa. Ô, khói quá trời luôn. Alexa, cancel navigation. Con đường bị kẹt xe tại vì bị cháy.
máy bị cháy, một cái nhà mà chứa đồ gọi là warehouse.